những lưu ý sau khi mà quý khách đã cầm cái quyền hợp đồng bảo hiểm trên tay của mình để mà khi chúng ta lỡ mà chẳng may xảy ra rủi ro chúng ta đi lấy tiền nó còn dễ tránh cái việc mà công ty bảo hiểm họ gây khó dễ khi mà chúng ta đi lĩnh tiền anh chị em nhé và điều đầu tiên là chúng ta hợp đồng chúng ta phải có hiệu lực là đầu tiên và để hợp đồng có hiệu lực thì chúng ta được không được gian dối trong quá trình khai báo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm à khi mà cái để mà có hiệu lực hay không ấy, anh chị em chỉ cần xem cái tờ mà mình ký vào đó xem là mình khai ra tình trạng bệnh tật sức khỏe của mình có đúng hay không thôi chỉ cần xem cái tờ đó thôi còn về nguyên tắc thì công ty bảo hiểm nào họ có một cái điều khoản chung cho nên anh chị em cũng không cần phải đọc nhiều chúng ta chỉ cần đọc cái chỗ mà chúng ta ký ấy à, cách đây 5 năm chúng ta có bị sao hay không cách đây 10 năm chúng ta có bị sao anh chị có bị hen suyễn hay anh chị có bị à, huyết áp thì chúng ta chỉ cần đọc cái tờ mà chúng ta ký vào thôi mấy tờ thôi ba bốn tờ tùy ra từ công ty có công ty thì hai tờ Đấy, anh chị em lưu ý thứ nhất là như thế quan trọng nhất là hợp đồng của mình phải có hiệu lực đã anh chị em nhá đọc cái tờ mà mình ký lưu ý thứ hai rất quan trọng đó là khi chúng ta đổi chứng minh thư hoặc là chứng minh thư hết hạn là chúng ta phải cung cấp cho công ty bảo hiểm khi mà chúng ta đổi từ chứng minh thư sang thẻ căn cước là chúng ta phải thông báo cho công ty bảo hiểm mà lỡ cái người mà tham gia bảo hiểm ấy xảy ra làm sao thì cái người mà thừa hưởng ấy, phải đi lấy được tiền anh chị em ạ khi chứng chứng minh thư hết hạn này hay là xảy ra các cái vấn đề đây là một đây là vấn đề tài chính cho nên là một đơn vị tài chính họ làm việc rất là khắt khe khi chúng ta lấy tiền chúng ta phải chứng minh thư phải còn hạn hoặc là thẻ căn cước đổi bằng chứng minh thư chúng ta phải có một giấy xác nhận của chính quyền địa phương chẳng hạn như vậy trong ngân hàng người ta cũng thế anh chị em nhé thì chúng ta đặc biệt là chúng ta đổi chứng minh thư sang thẻ căn cước hay là chứng minh thư hết hạn là chúng ta phải đi cấp ngay và thông báo lại cho công ty bảo hiểm đó là lưu ý rất quan trọng khi mà chúng ta sau khi chúng ta đã mua bảo hiểm và ý, ý, nữa là chúng ta phải cho người nhà mình biết là tôi đã mua cái bảo hiểm này Có rất nhiều trường hợp mà Mua bảo hiểm về Xong rồi cất đi, dấu dấu, dấu dấu đút đút Người nhà không biết Nhưng đến khi xảy ra làm sao Thì không đi lãnh tiền Sau 2 năm là không lấy được tiền anh chị em nhé Sau 2 năm là không lấy được tiền nữa Chúng ta lưu ý như vậy Phải thông báo cho người nhà Và khác thứ ba là Khi chúng ta thay đổi về nghề nghiệp, số điện thoại, email Chúng ta cũng phải thông báo cho công ty bảo hiểm Địa chỉ nơi ở Đấy, chúng ta phải thông báo và đặc biệt là nghề nghiệp chúng ta khi chúng ta thay đổi là chúng ta phải thông báo cho công ty bảo hiểm bởi vì có những nghề mà công ty bảo hiểm họ không bán họ loại trừ luôn ví dụ là nghề đi biển hay là nghề khai thác mỏ hay là nghề à, leo lau các cái tầng tòa nhà cao tầng là công ty bảo hiểm họ không bán và khi anh chị chuyển từ cái nghề mà anh chị đang làm sang cái nghề đó thì hợp đồng mình vô hiệu rồi khi đi biển mà chết ấy, công ty bảo hiểm họ không đền thế à, chúng ta phải lưu ý các cái đấy để chúng ta lấy tiền chẳng may xảy ra rủi ro lấy tiền cái người ở lại còn lấy tiền dễ anh chị em ạ hoặc thậm chí là họ không lấy được tiền rất khó khăn cho nên là chúng ta mới nói là tham gia bảo hiểm thì dễ lấy tiền thì khó là như thế anh chị em nhé